Sawadika, lại là mình Betty đây. Miu miu miu, mình là Miu nè. Thì có nhiều bạn comment là anh với chị Mel chơi solo Obby Ray đi. Trời ơi, tôi thấy khá là hay các bạn à. Obby Ray mà còn vật phẩm nữa ha. Thì ngày hôm nay tôi với Mel sẽ đại chiến Obby Ray. Nhưng mà sai vật phẩm, nhưng mà có thêm một thử thách khác nữa. Đó chính là không chạm vào cái nút màu đỏ nha mọi người, tức là cái nút lưu á. Đấy, cho nên là ai mà gọi là lỡ lướt một cái coi như là bắt đầu lại từ đầu luôn nha. Thì thử thách lần này không phải hoàn thành 200 vòng Obby Ray nha mọi người, nhưng mà chỉ là 100 vòng thôi nha. Ai mà tới 100 trước người đó sẽ giành chiến thắng ha. Còn bây giờ thì bình chọn nào? Ai mà bình chọn cho Betty tôi thắng á thì bấm nút like nha mọi người. Ai mà bình chọn cho Mel thắng thì nhấn nút đăng ký nha. Mà ngoài ra tụi tôi có một thử thách cho các bạn nữa nè. Sau khi các bạn xem hết video, các bạn hãy comment cho tôi số lần mà tôi với Mel tổng cộng té là bao nhiêu lần nha mọi người, để xem thử ai comment đúng ha. Và cũng như nếu các bạn có thử thách gì cho tụi tôi, hãy comment phía dưới luôn nha các bạn. Và đừng quên tham gia ngay group Facebook fandom Betty Together cho mọi người để chung vui cùng tụi tôi ha. Hoặc là đăng những bài gọi là vui nhộn về Betty ha. Còn bây giờ thì bắt đầu nào. Rồi thì bây giờ tụi tôi đã trang bị 4 vật phẩm rồi nha các bạn ơi. Rồi bây giờ là anh bấm cái chữ vượt qua nào là mình giờ tụi mình chạy nha. Tắt cái chạy nha. Rồi chuẩn bị nè. Chạy ra. Ê, chạy bộ nhanh hơn Mel, chạy bộ nhanh hơn á. Ôi anh bạn ơi, ôi. Hello. Hello. Ê, đừng có đạp nha. Em phải Thanh Kiều. Thảo đạp là thua nó trước à. Em phải Thanh Kiều em Du. Em phải nốt Thanh Kiều. Ê, đừng có lọt. Đừng có lọt. Hãy bay khoái liền. Mel đâu rồi? Đây nè. Ghê vậy. Ê, trời ơi. Không chịu rồi. Té đi Mèo ơi, té đi. Này thì cười người ta hả? Mèo đâu rồi? Không thấy người ta mới té hả? Trời ơi, nè. Bay qua nè. Ôi, hình như tôi tưởng hết vật phẩm thôi, chịu rồi. Thấy bay chậm quá. Chuẩn bị hết bắt bại là ngủ luôn. Nè, anh bay qua nè Mèo ơi. Ê. Khúc này dễ. Ê, bay qua luôn nè. Chuẩn bị té nè, bay đi. Té cái gì mà té, người ta là chim lượn đó dở. Mà hãy để ý vật phẩm nha, hết vật phẩm ngang cái coi như là mệt luôn nha. Hên. Té hả? Tí nữa thì đạp vô miếng màu đỏ là bắt đầu lại từ đầu rồi, không chịu rồi. Ê. Tôi nghe tiếng ai già của ai đó không vậy? May quá. Rồi, chạy ra. Ôi rồi. Ý thì đi. Anh đang ở đâu vậy? Anh đang ở cái map mà nhiều cái cục bong bóng mà nó dồn vô một cục nè. Anh chờ Mel với. Đâu Mel đâu? Trời ơi Mel gì mà tốt vậy? Điểu ơi. Ủa như là anh xa lắm hả? Đúng rồi, anh xa lắm rồi, nhưng mà bây giờ nếu mà anh té coi như là anh xa ngay muốn em. Ôi. Trời ơi hết vật phẩm. Ôi trời ơi. Tôi chịu rồi. Ô tay luôn. Đâu quá. Là sao vậy trời? Anh mới té hả? Đúng rồi. Đúng là ông trời có mắt. Không chịu rồi. Bibi nha. Ơi. Trời ơi, tí gì té nữa thôi chịu rồi. Thái tài, Mèo về đích trước đây. Sao các bạn ơi, tôi té nhưng mà tôi làm lại được. Hú hú đi, hồi bà té đi nghe là biết nha. Chiều quá ta. Hay là bây giờ mình đứng lại. Đó, té hả? Trời, có đâu. Trời ơi, chịu rồi. Là cho có âm thanh thôi. Chịu bó tay rồi. Nhưng tới cái mức 25 tự nhiên nó bắt mình bấm kìa. Mình bấm vô để lấy vé đó. Rồi vậy là sao? Vậy sao? Thì mình cứ bấm đi để mình chốt cái vé, cái là bắt buộc mà không sao hết. Vậy rồi được. Sao mà không thấy ai vô vậy ta? Nhảy đi nghe, tôi tới nè. Buồn quá, trên đây thật là cô đơn. Mồm ha. Mày quá. Tôi nói vô cái cục mà 99 là té cái đi ha, vui luôn ha. Kệ các bạn ơi, tôi cuộc đua của rùa và thỏ, tôi là rùa, tôi đi chậm mà chắc. Em đâu rồi? Mèo nói cho anh biết là Mèo tới 98 rồi đó. Vậy? Chịu rồi, mới chơi mà 98 đi trời. Ê, mày quá, hết đúng lúc. Trời ơi, chịu rồi, có khúc nó ăn bả mà bả hết mới biết được luôn hả trời. Tất nhiên, người thành công có lối đi riêng. Ghê vậy. Tôi sợ hết cực phẩm giữa chừng quá. Mua tranh tóc luôn. Rồi, tôi ở mức 25 rồi nè nghe. Ghê vậy, nhanh vậy. Trời ơi, tới nơi nè. Nhanh vậy. Bay quá. Nice. Ủa té hả? Chưa, mấy tí thì đi. Mẹ chuẩn bị tới 50 rồi nè. Ơi. Tới đây sao khó vậy? Cúng này cẩn thận. Trời ơi, bình tĩnh các bạn ơi. Giờ là lấy hơi. Ôi, cái gì vậy trời? Hên quá, rớt ngay mức 25. Hên quá. Trời ơi. Hên thôi. Tôi quên nhấn nút kia các bạn ơi.
Nút gì? Mở nút nó nhảy đúp. Đúng rồi. Em đâu rồi? À, ê, hello, hello. Chiêu dữ ha, chiêu dữ ha. Tôi trên đây nè. Rồi các bạn ơi, hiện tại là tôi hết vật phẩm rồi, tôi để hết rồi, tôi trang bị lại bạn cho chắc nha. Rồi, rồi, tôi trang bị lại. Ê, bà chưa tới. Ê nha, bà chưa tới, chạy lẹ các bạn ơi, bà tới chơi bơ nè kìa. Bây giờ là cân tài cân sức nha. Trời, nhường thôi chứ đang cân tài vậy. Ôi ôi, tí chạm vô nút đỏ, thôi chịu rồi. Nè. Em đâu rồi? Nhanh nè. Nè sau lưng tôi các bạn ơi, bây giờ tôi phải chạy trước nha. Trời ơi. Lên, lên chùa bẻ một cảnh sen. Lên, lên nè. Qua luôn. Rồi. Ê, bình tĩnh các bạn ơi, mình không cần đi nhanh nha, mình phải đi đúng cái đã. Rồi, chuẩn chuẩn chuẩn. Anh là thông báo cho em là anh tới map 99 rồi đó nha. À, 99 trừ 90. Vậy là không biết bả đầu. Ờ, bả sau lưng của bạn ơi, ghê hả? Tôi là tôi phải bây giờ phải tranh thủ các bạn ơi. Đang có cơ hội vượt trên rồi, mình mà té cái như là bả về luôn đó. Rồi để tôi đi vào cái map này. Sợ hả? Sợ chưa? Trời, qua rồi, qua ơi rồi. Vậy. Ê! Té hả? Trời. Té hả? À, bả té các bạn ơi. Tôi không thấy bả sau lưng tôi rồi, bả đâu rồi? À. Ờ, bả dưới các bạn ơi, bả nghe map 25 rồi. Ờ, ok, bây giờ tôi chạy chiêu chiêu nha các bạn là giờ nè. Nè, tới nè. Rồi, tới mốc 50 rồi nha. Ok các bạn ơi, bây giờ là mình phải tranh thủ nha các bạn ơi. Rồi. Ôi là tôi đang dẫn đầu rồi cho nên tôi đang có nhiều lợi thế lắm rồi nha. Em đâu rồi mèo? Đừng có khóc nữa. Rồi, bả chắc tôi được hơn phân nửa các bạn ơi, tôi... Ê! Anh đừng nhắc gì về tôi. Tôi sắp hết vật phẩm rồi các bạn à, cho nên là bây giờ tôi phải ngừng tôi lấy đà mới được. Rút kinh nghiệm nãy. Qua đây, ơi, đừng có lọt nha. Rồi, bây giờ tôi sẽ dừng ở đây nha các bạn ơi. Tôi dừng ở đây rồi để tôi chờ vật phẩm ha. Thôi tôi lên đây luôn đi. Rồi, tôi mua vật phẩm mới được. Chứ không hết là mệt đó. Rồi, hiện tại là 8 phút rồi, tôi tới map như là 60 rồi các bạn à. Thì không biết có phá được kỷ lục. Ơi, cung này khó nha. Cung này cẩn thận nha các bạn. Ui, đây. Trời ơi. Rồi, qua nè. Rồi. Ơi, ơi. Trời ơi, chết rồi. Ui, tự nhiên tôi lọt đến đây các bạn ơi. Hên quá, tôi tưởng là tôi trở lại map từ đầu đến cuối rồi. Ủa mà tôi lọt map này là map nào vậy? Liêu là xuống 50 đó, liêu. Rồi, thôi xong các bạn ơi, map này map từ đầu luôn. Thôi chịu ơi. Ủa cái map này map phải 25 không trời? Tôi không biết luôn các bạn ơi. Thôi bây giờ là trước mắt tiếp tục là mình cứ đi tiếp nha các bạn, đi tiếp nha. Trời ơi. Tao có mèo ở trước anh không? Mèo hả? Ủa mèo ở trước tôi, mèo map nhiêu á? Biết. Thôi vậy là tôi chắc là bà mèo ba mới đi rồi, đúng rồi các bạn ơi. Map này có thể là map 25 hơn một tí á. Trời ơi cái gì vậy trời, xui dữ ta. Ủa vậy sao anh không ngẫm đi? Thì anh sẽ ở map 50 hay gì đó. Ờ quên, đúng rồi ha. Ờ hay. Ờ cảm ơn nha, anh dẫn trước em rồi nè. Hello. Tôi là người trung thật, tôi không giống ai kia. À quên các bạn ơi, là mình có tổng cộng là 4 mốc các bạn à. Anh cái map 50 là mình có một cái chỗ. Rồi bây giờ về tiếp các bạn ơi, không sao. May quá, may quá. Em về 50 rồi, tiên tiền. Rồi em đâu, sau lưng anh hả, ghê vậy. Ở sát bên tôi luôn các bạn ơi, kinh vậy. Ờ, cười đi. Rồi tôi tới đây chỗ tôi té các bạn. Đây. Quy nè. Quá nè. À, cái này cẩn thận nha các bạn ơi, tôi không để té như hồi nãy đâu. Map nào vậy? Map chắc đang 60 rồi đó. Té hả? Trời, dễ gì. Giả bộ rồi tử. Ôi trời ơi. Mày nghỉ mệt coi. Trời ơi, vậy chơi đã thua còn nghỉ mệt nữa. Nói gì vậy? Nhường thôi chứ phải thua ok. Trời ơi. Nè, giờ tôi đang chạy các bạn ơi, cố gắng chạy thôi. Ôi trời ơi. Hình như vật phẩm mình sắp hết các bạn à, cho nên là phải để ý cái này nha. Nhưng mà cái khúc này khó nè, khúc này khó, có vật phẩm nè, vô ngon nè. Nhường. Quá wow. Cái gì? Té hả? Té chưa? Chị té rồi các bạn ơi, thôi chịu rồi. Nhưng mà tới map 50 được rồi mà. Ủa này là map gì vậy? Rồi đi đường nào mới đúng vậy? Đáng đi. Ôi ơ.
chịu rồi, tôi hết thực phẩm. Nghe bà mèo luôn. Hello. Trời ơi, cái gì vậy trời? Ủa đi đâu vậy anh? Đi trên đây hay dưới đó? Em thấy cái mũi tên không? Không. Cái mũi tên là đúng rồi nè, đi thẳng. Là sao vậy trời ơi? Cuối cùng tôi quay về chỗ bà mèo các bạn ơi. Ờ, tí nữa là đụng nút rồi. Ui. Hello nha. Hơn nửa chặng đường các bạn ơi mà nhiều gian nan quá. Này thì khinh thường người khác. À bây giờ anh vẫn đi. Ê! Mà chịu rồi. À vậy nè, vậy nè. Ờ người ta đi lên chơi luôn, đi trong làm gì? Rồi dạ. Hello. Em lỡ bấm rồi. Em lỡ bấm là em thua rồi, bắt đầu lại chốt 50 rồi đó. Lại ra. Nhảy xuống đi, coi như là bị rớt rồi đó. Nhưng mà nếu em rớt thì em vẫn ở mức 57. Em lỡ bấm ở mức 57 rồi. Đó là những biểu hiện của sự lươn lẹo. Vậy thì bây giờ để công bằng thì anh lại đây anh cũng bấm với mèo ơi. Ủa anh đang trên tiếp. Mèo. Anh bây giờ nói chung cho công bằng là anh đang trên mèo một nút, anh sẽ bấm ở đây. Ok chưa? Đúng. Rồi đi tiếp mèo. Rồi ok. Đấy, nói chung là cái này là nó khó các bạn ơi. Đôi khi chúng ta vô tình chúng ta chạm là bây giờ là không thể mà chơi lại tới đầu được các bạn à. Đấy cho nên. Ê! Không chịu rồi. Tôi nói trên đây rồi. Cái gì trời? Hên là có bấm nha. Hên là nó tôi bấm ra đây các bạn ơi. Ừ. Ừ. Bấm hai lần một chùm xong các bạn ơi. Đây hả? Hả? Em lỡ bấm không mất 60 rồi. Ok các bạn ơi, hiện tại mèo lại bấm nhầm tiếp với các bạn à. Thôi bây giờ là tôi bấm ngay đây nha, coi như công bằng nha các bạn ơi. Bạn đừng biết chơi bấm nhầm hoài đúng á. Ủa người ta trừ nhà vừa nhảy ra là cái nút nó hay đó luôn kìa. Thì phải mình phải canh đi nha. Chứ chơi lần sau nữa là thua luôn á nha, chơi công bằng nha. Ở tôi nãy giờ tôi không chạm cái nào mà bà chạm ba cái rồi. Chịu rồi. Ủa hai cái này nha. Ờ à, tôi đang chạy hơn. Ê người ta cũng cho chậm lại mà. Hết vật phẩm nha, để ý cái này nha. Ừ kỹ nè. Có mình á. Rồi rồi. Vậy mà người ta đi trước nè. Ừ. Nhưng mà người ta không có bị hết vật phẩm, người ta té rồi. Ừ, vậy mà người ta đi trước không biết người ta thắng là được. Ừ. Nè 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 nè. Ừ. Chuẩn bị té rồi nè. Trời ơi, né liền. Ơi hết vật phẩm. Bấm đứng canh này bấm các bạn ơi, kệ chậm mà được. Không. Tôi đâu bị tắm hai ba lần một vòng xong bãi. Rồi. Đây rồi nha các bạn ơi, đi tiếp. Úi giời ơi. Chị ốc hả? Lên, đợi em nha. Rồi, chị em làm gì mà đợi vậy, đi tiếp em ơi. Hiểu rồi. Rồi. Mèo tới nè, đừng có tới vậy. Ê, nè, tới mốc 75 rồi nè. Rồi, tới mốc 75 rồi nha. Giờ hành trình của tôi là còn 25 cục nữa là xong nha các bạn ơi. Nói chung cũng khá là gian nan đó thôi. Ê, cái gì vậy? Không chịu ơi. Mệt quá, tôi vừa nhấn các bạn ơi. Không sao. Có một cái hố đâu các bạn à. Đây. Tôi qua. Những cái hố nó mọc ra hả? Nè, tôi bay qua đây luôn nè. Ừ. Rồi, em cũng bay thử. Thôi. Té rồi, ai bị bắt trước? Thử. Rồi, bắt trước người ta hả? Tới mà té. Ờ, nhưng mà người ta vẫn dẫn trước nha. Ừ. Rồi, tôi đang dẫn trước. Ừ. Rồi, các bạn ơi, vẫn đang rất là ok nha. Ừ. Rồi. Ui, cái nút này hơi bị khó nè. Bình tĩnh nè. Rồi, ok luôn. Nice. Đây. Em đâu rồi mèo? Đừng nhắc đến tôi, xin đừng nhắc tới tôi. Đây, tôi chạy nha. Bà kia chắc bà tuốt luốt ở dưới rồi đó. Rồi. Lên. Đoạn đường tôi đi bây giờ là nó rất là gần là nói chung là cái đích cuối cùng rồi các bạn à. Nên bây giờ là mình nhích một cái là mình đi một cái nha. Hay quá, vừa hết vật phẩm. Rồi, tôi tới ngay chỗ dấu cộng. Dấu cộng, bình tĩnh nha. Ủa bây giờ tôi chạy chậm vẫn được các bạn à. Miễn sao là an toàn là được ha. Ừ. Rồi. Trời ơi, không dám chạy nhanh, liu. Nè, miễn ta về là được, miễn quan trọng là kết quả. Người ta có chiến thuật riêng của người ta. Ê. Trời ơi các bạn ơi, tôi hoàn thành rồi nha, tôi thắng rồi. Rồi không biết bà mèo chắc bây giờ tôi nghĩ là chắc bây giờ mất 50 các bạn ạ. Người ta 75 mày nghe. Rồi ok các bạn ơi. Vậy là thử thách lần này tôi đã giành chiến thắng là ngoạn ngục nha các bạn ơi. Nói chung là lúc đầu có nhiều gọi là bất cắc các bạn ạ. Nhưng mà cuối cùng thì tôi cũng về được rồi. Ê chạy ra đây nhận hình phạt nè mèo. Là mày có hình phạt ăn gian hả? Chứ sao nó thua phải nhận hình phạt chứ. Lúc đầu không có hình phạt nha, đừng có ăn gian. Ok các bạn ơi, thôi
Cũng đúng các bạn ạ. Ok, nếu như các bạn thích những cái thách như vậy là các bạn đừng quên comment cho tôi những thách tiếp theo mà các bạn muốn tụi mình làm, mà cũng như hãy comment những cái kèo đi ha. Lần sau mà tôi thắng hoặc là Mel thắng nó có một cái kèo cho người thua đi, cho nó hấp dẫn hơn nha các bạn ơi. Còn bây giờ thì bye bye. Ủa sao vẫn chưa đến này là sao kiểu vậy?